Hi, và mình xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại channel Trendly Gamer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một mini game nho nhỏ trong một loạt rất nhiều mini game của Roblox, đó chính là Treasure Quest. Và ở cái tựa game này đó thì mình cũng không biết là chơi như thế nào, nhưng mà dịch cái nghĩa của cái tựa game này ra là truy tìm kho báu. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bấm Z. Sau đó là mình sẽ bỏ qua một cái đoạn hội thoại nho nhỏ nha bạn. Rồi coi như là mình cho qua nhanh khúc này đi. Đối với những cái từ ngữ tiếng Anh thì các bạn cũng đã biết rồi, mình dở tệ. Mình một lát là mình lay hoay là mình dịch tùm lum tùm lưa nữa. Đây các bạn. Thì khi vừa vào game thì cung cấp cho mình một cái cây kiếm. Một cái kiếm bằng gỗ các bạn. Các bạn thấy này không? Đó, bạn thấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ qua nhanh không? Đó. Đây là những phát chém đầu tiên của mình. Xoáy cũng dữ lắm chứ bộ. Rồi qua đi. Sao mình nhìn cái tựa game này nó tương tự Dungeon Quest các bạn. Đi nào, ủa sao cái con nhân vật của mình sao mà đi mà méo không vậy? Trời đất ơi, con nhân vật ăn chạy kỳ vậy. Bồ cu dữ dội vậy ta. Ừ. Đây bắt đầu. À, mình phải bấm vào ta các bạn. Rồi đó. Bây giờ con nhân vật của mình định hình được chưa? Hay là chạy méo xẹo nữa? Kỳ vậy ta? À, cái Unikay nữa các bạn. Rồi. Mình tắt đi cái Unikay ha. Hèn chi mình thấy ngộ. Rồi, ok. Rồi, coi như là mọi chuyện đã ok rồi ha. Rồi, đó, con nhân vật của mình bây giờ chạy thẳng được rồi. Ai đây? Cô, cái này. Mày, hả mày, chém hết. Chống cự, hả, lên cấp liền. Vô đây. Đưa kho báu đây cho anh, đưa đây, mấy đứa có đưa đây cho anh. Trời ơi, tiền, toàn là tiền lẫm. Rồi, cái gì không lẫm chứ tiền lẫm à, trời đất ơi. Gì mà đứng đám thì ứng nè. Vô, một mình anh chấm hết nè, vô đây đứng nè. Vô, chém lát lưng hết ở đó. Đứng đó, cả bầy cả lũ hả. Đứng ngay trại lửa nữa. Trên đây, wow. Trên đây thấy quái xem bộ giáp sắt rồi chiến cuồng ha. Đông lên anh bây giờ một mình anh nè, chơi trò chắc hết không à. Đẩy liền giọng cự mạnh quá mà. Lầm. Mấy cái hộp này là máu nè các bạn. Đó, máu mình vẫn 100% ha. Cái gì đây? Đội đầu hả? Đội đầu heo đầu bò. À, cái đầu này đầu hà mã các bạn. Trời ơi, nhìn mình tưởng đâu đầu heo đầu bò ra quýnh với mình chứ. Mở ra. Rồi, tiếp tục vượt ải nữa. Đi thôi. Sao đây hình như là cái phần hướng dẫn đó các bạn. Cái phần hướng dẫn sơ lược đó. Rồi, không sao. Mình không biết chơi thì mình cứ chơi ở cái phần hướng dẫn đi heo. Đồng heo. Đồng đấy. Đồng này. Đồng sấy rưa hết rồi đồng. Này thì đông hả? Tưởng đâu bu đông hành được mình, sao hành được canh cửa ghê ta. Cầm cụ lự dữ dội chứ. Chống cự. Đừng có chống. Bên đây. Mình là mình muốn diệt sạch. Mình không muốn công vô. Phải giết từ từ chứ. Đây có mấy quem nè. Ra đây. Cứ ra đây. Kiếm ăn. Cục. Này chém hoài mà không sao hay không. Trong đây. Đâu, trong đây đông vậy. Chạp. Gì đây? Cu. Bót luôn. Ghê đấy. Ủa. Sạch rưa không các bạn. Vô mình chém túi bụi hết. Thầy có trúng gì á. Giác đá đập mình luôn hằng điện găng. Này thì giác đá đập hả. Ủa ai đây? Gorilla hả? Kệ nó đi chứ. Chết rồi, mình bị kẹt rồi. À, ok rồi. Lắm tiền cái đánh gì vậy? Cái gì mà bẻ chiếu hi ứng nè. Cô. Con quỷ trong đây. Chán sống rồi. Mày hay mày trụi vàng. Vàng, con khỉ kia đưa vàng đi. Sảy liền. Này thì khỉ già hả? Khỉ già Haruman nè. Coi mặt nó kìa bạn. Các bạn coi mặt nó nè. Anh chắp nó ra đây. Mạnh nè. Chống cự. Thôi ơi. Kho báu của mình mở ra mau. Ôi nhiều kho báu quá các bạn.
Đúng là truy tìm kho báu mà ở đây nữa nè. Mở ra. Kim cương đá quý, hột xoàn gì lẫm hết. Có nhiều dữ ta. Ở đây nè. Có chỉ mình những cái rương để mình lụm nè các bạn. À, còn nữa không? Hình như hết rồi. À, đây. Cánh cổng của sự tự do đây. Thì thôi, sao rương bự mà không được ta? Cậy đi các bạn, cậy đi. Tiến thẳng về phía trước. Rồi, xong. Bắt đầu một quyền thoại là đây. Rồi đó. Coi như là mình đã qua cái phần mặt khảo nghiệm rồi. Bây giờ mình vô mình chơi thực tế nè. Cái tựa game này mình thấy nó làm nó cũng na ná dungeon khoẹt đó các bạn. Rồi, cảm ơn. Rồi, xong rồi đó. Mở tủ đồ ra coi. Cái gì kỳ vậy? cái đũa thần hả? Cái đũa thần của Harry Potter hả? Đam máu. Wow. Bi, độ may mắn, hiệu ứng aura được các kiểu hay không? Tắt nhạc liền. Đờn nhạc hoài chán. Rồi ở đây, đây là mình làm gì ta? À, mình sẽ join vào những cái của mấy bạn này quá. Mình cũng chưa biết nữa. Rồi từ từ mình đi nghiên cứu từ từ cái. Trời ơi, 22 tiếng nữa mới lại lụm được nữa chứ. Rồi đi chỗ khác. Tụi game này nó làm ra giống như dungeon khoẹt luôn nè bạn. Thôi con gì vậy? Mình tưởng đâu ai ăn trái quỷ Gura chứ. Trưởng bắn ứng à. Đi thôi. Coi như là mình đi nghiên cứu sơ cái tụi game này đi. Chỗ này chỗ bán đồ nè các bạn. Còn bên đây là chỗ mua đồ nè. Wow. Bán cái kiếm này không? Mua liền. Ngàn mấy tiền mình. Trời con mình có 153. Thôi bỏ đi nghe không? Cái ý định mà mua cái tiền tình vui tiền kiếm đó bỏ đi được rồi. Đây là update vũ khí nè các bạn. Trời ơi, cái kiếm gỗ mà cũng up cũng 238 nữa. Đắt đỏ mũi họng. Còn đây hiệu ứng aura đồ nhìn rất là đẹp luôn heo. Rồi đi. Chứ cái con nhân vật mình mà chạy mà méo méo ngộ vậy ta. Đẹp trai mà ăn mà chơi ăn chạy kiểu đó là sao. Rồi thẳng thừng rồi đó. Drive thẳng rồi đấy. Giờ có những bạn tạo nè heo. Mình cũng tạo một cái mới được. Xem nào, chỗ tạo đâu ta. Nghiên cứu xem nào. Không được ta. Phải có một cái chỗ tạo chứ. À đây. Đó. Có từng khu vực này nha các bạn. Level 10 mình đây mình tạo cái khu vực easy nè ha. Rồi, anh em vào đi. Đó, rồi vô. 8 người, thêm đi. Đó. Được 5 người rồi. 3 người nữa. Hay nhiêu đây mình chinh chiến diễn chinh cũng được. À gần đủ rồi, còn một bạn nữa. Rồi đủ ta game. Đó. Cái kiểu đi nó cũng giống như dungeon khoẹt đó các bạn. Nhưng mà cái game này hiện tại là nó đang đứng đầu luôn rồi. Lượt truy cập chơi của tựa game này là tầm khoảng đâu 30 mấy 40 ngàn người, rất nhiều luôn heo. Rồi công lên. Sống lên các bạn ơi. Yeah. Rồi mình chạy không mà kinh nghiệm vẫn lên nè. Lụm tiền đi chứ. Quá. Từng đồng từng cắt luôn hết. Cục. Giống hả? Đây là con boss khỉ nha các bạn. Boss khỉ lúc nãy mình tiêu diệt á. Ủa sao mình từ nãy giờ mình chưa đụng tay đụng chân thằng nào hết hả ta? Mấy bạn sấy chết hết rồi. Lụm tiền đi. Lụm thôi, lua. Lua sạch. Rồi, bể cái này ra cổng vô. Giết. Tụi bay hả? Chống cự hả? Lúc nãy mình ban vô đây quýnh không lợi mình. Giờ mình đi tập thể kiểu này chừng nào nó đánh lại. Đố nó đánh lại được á. Gì đây? Mấy khỉ già cầm chuối. Này khỉ già cầm chuối. Quýnh rưa không ở đó mà khỉ già cầm chuối hả? Cầm chuối sao không phang đi. Cầm đập.
Đúng mấy khiển hay ha. Đọc nó lạ. Bên đây. Hướng bên đây. Đâu? Con nào đâu? Ủa rồi chết hết rồi hả? À, đây đây ông ha. Wow, có kiếm bự nữa chứ. Dữ rồi ta. Chưa chạy lên tới là rụt tung rồi. Chạy. Đâu á, cũng phải cho mình đánh chứ chứ. Rồi ok. Mở cửa, cổng vô. Tưởng nào. Mấy bạn đập mấy con bên kia đi để mình xử mấy con bên đây. Mấy khỉ già này tụi nó có tuổi với mình đâu. Chà rưa hết đây nè. Rồi ok rồi đó. Vô đây đâu, khỉ bự đâu. Rồi lại nổ thêm một khu nữa rồi các bạn. Nói chung là cái tựa game này thì mình thấy cái cảnh vật của nó đó làm đẹp hơn cái tựa game Dancing Quack ha. Thì thật sự là cái tựa game Dancing Quack thì mình chỉ đi được có một màn thôi các bạn. Tại vì mình đâu có cài cuốc gì đâu. Tựa game này thì mình sẽ cố cài cuốc thường xuyên quay clip cho bạn xem không. Cố thôi. Chứ mình cũng không biết là mình có đủ thời gian hay không nữa. Rồi, chỉ cần nổ đá này là khỉ bự xuất hiện rồi các bạn. Lụm tiền đi. Sách xanh rồi, mở ra. Hửi cánh cổng đá thì mở ra. Gì kỳ á? Ai chơi ăn còn sót con là sao? Làm ăn thiệt chứ. Rồi. Xong rồi đó. Wow. Good luck là. Mạnh đây. Vô đây. Nè, cầm chuối chọi nè. Chọi này thì chọi. Sấy ỉa không gỡ chọi. Bây giờ lẩm tiền thôi. Có gì đâu khó khăn. Lẩm thôi. Gom bên đây nữa. Mình phải mua kiếm mới mới được. Chứ xài kiếm gỗ giống được. Nhìn cây kiếm này giống thấy kiếm bằng dạng mà mấy cái thùng mì hảo hảo đó các bạn. Thùng mì cạch tông á. Đó. Cái này kiếm giấy, kiếm gỗ gì. Nhìn thì rất là giống gỗ nhưng mà kỹ là giống mấy cái kiếm bằng giấy thiệt. Rồi đi ra các bạn, xong rồi đó. Rồi, các anh hùng đã bước ra từ cái cánh cổng. Diễn thẳng rồi. Này, vậy chứ. Thiệt, nó giống y chang như Dungeon Quack luôn các bạn. Không khác tí nào hết, cấp 6 rồi. Rồi. Coi nào. Có đồ mình được một cái nón này ha. Xài liền. Rồi cái này cấp 6 không xài. Nó á. Rồi câu. Ủa đẹp trai ta. Có giỡn được. À bạn thấy chưa. À quá ra cái con chuột này nó điều khiển nó xoay nhân vật mình nãy giờ. Hèn chi con nhân vật mình chạy méo méo. Wow. Mỗi một cây vũ khí có một hệ thống chiêu thức khác nhau à. Rồi chào anh em nha. Rồi bây giờ công đánh thêm nữa chứ đâu có để vậy được. Tiếp. Ý gì gì? Lên đi. Ừ đúng rồi. Bây giờ là phải lên bình thường đi. Giờ ai chắc ý gì nữa. Lên ha. Ở đây thì cấp 10 mình mới đi được ai đó các bạn. Rồi lên rồi. Anh em vào đây. Vào đi anh em ơi. Vào chiến nào anh em. Vô đi. Ủa trong đây toàn là PC không heo. Mình bây giờ mình bấm kết bạn với anh em cũng được nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình full bạn rồi. Chẳng lẽ mình với bạn này đi luôn chứ. Còn bạn nào nữa không? Anh đâu? Giờ anh cũng biết anh ở đâu nữa. Rồi chờ xí đi các bạn. Để cho mấy bạn vào đủ rồi mình sẽ tiếp tục chinh chiến heo. Cho mấy bạn vào đủ đi. Còn mấy này như xài gì như cho anh như thế này. Trời ơi bán không chịu mua luôn các bạn. Mấy cái này chịu mua chứ bây giờ bán mấy cái này không chịu mua. Trời đất ơi. Ở trời đất ơi. Chơi luôn rồi. Thiệt chứ. Mua về chỗ nào thiếu đóng vô cái kiếm chơi luôn rồi. Xong. Năm người rồi chờ thêm tí nữa đi các bạn là đủ tem vô chiến heo. Hiện tại ở trong game này đó thì có những bạn level khác nhau. Nhưng mà mình chưa thấy những bạn mà level dạng mà 6-70. Ở đây nè, có bạn này level cao nè. 20 này heo.
13, 27. Đấy, chỉ thấy bao nhiêu đó thôi các bạn. Chưa thấy những bạn mà level dạng mà một trừ một giật. Rồi, game này chơi sao anh? Nó giống game Dungeon Quest. Dungeon Quest bây giờ mình cũng không biết viết cái từ đó làm sao nữa. Thôi kệ đi, mình bây giờ tiếng Anh mình ngu lắm. Chơi chơi từ từ biết em. Chơi từ từ biết em. Rồi, vô đi vô đi. Một bạn nữa. Một bạn nữa vượt ải nào. Một bạn nữa vượt ải. Nhanh đi, nhanh đi. Không là mình đi 7 bạn luôn đó. Bây giờ mình chạy xung quanh mình xem. Ai đây, ai đây? À, một cây trại lửa đó mà. Nhảy lên. Đó. Rồi xong chưa ta? Hình như như vậy đi luôn đi các bạn. Như vậy đi luôn đi. Chứ bây giờ chờ mấy bạn vào đủ thì nó rất là mất thời gian. 7 bạn luôn hay không? 7 bạn luôn. Vô chiến luôn. Dứt. Từ từ thôi, từ từ. Chậm rãi mà đi thôi, không có gì hết. Đó. Ải này nó khó hơn ải lúc nãy rất là nhiều nha các bạn. Cẩn thận là trên hết. Rồi đó. Mấy con này quýnh rưa đấy. Giờ toàn là 100+ máu không. Em có làm với anh đâu. Chém đi từ từ các bạn. Ải này dạng bình thường đấy, rưa đấy. Ủa, thằng này già nó cu quất bay miêu luôn. Nó đi ải vậy hấp dẫn. Chạy tàu cút, tàu cút giật. Giật cái đầu mình, cái con dữ. Dám giật đầu mình là tấn. Tàu cú vỗ khí ứng à. Con quỷ này giật đá. Giật đá đập mẻ không. Chà nó luôn. Ừ. Nhậu vô. Mình còn 31 máu, sợ gì. Chà nó có máu xài à. Giống, giống. Ồ. Không có máu xài luôn các bạn ơi, chết rồi. Rồi lên cấp, lên cấp. Chờ nó. Mấy con này dữ thiệt, còn 10 máu luôn. Thôi chết, 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 chết. Cứ chạy đi, nguy hiểm quá. Trời cút, trời cút, trời cút. Trời cút đập, đập mình nè. Mấy bạn ơi, đập mình nè. Trời ơi, mấy bạn công quá vậy. Có hai thằng vét đập, ừ. Chà đó bạn, chà nó. Máu đâu. Chết rồi. Cút, trời cút. Trời cút, khủng long bạo cháy nào đây. Hà mã đó chà, mình đi ứng gì chứ. Mấy bạn rưa không. Đây 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 đây. Hồi máu đi bạn, đúng rồi, hay lắm. Hồi lần được 1-2 máu là thấy là chuẩn bị tiêu dên rồi đó. Rồi lên 9 máu luôn. Ok ok. Rồi tiêu rồi. Tạc út. Ủa, chiến sĩ giáp cuồng. Rồi không xong rồi. Tình hình này sao mình dám lao vô ta. Vô. Này. Chà nó. Ê ê ê ê ê. Anh ơi, em có làm gì đâu anh ơi. Rồi cô, chiến sĩ giáp cuồng nó dữ quá các bạn. Đi ải, phải đi vậy mới đã chứ. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. À, cái đống hàm trong đó của mình rạo lại các bạn. Có một bạn sắp re-die rồi. Ủa, cái thằng này già điêm thúi hay không? Me mình. Me như canh chua. Anh chạy đi. Chạy gì nữa, chạy còn 5 máu đi nè. Chỉ giết. Nó vô giết đường nào hay đó. Lạy lạy. Nên khỉ hả, chống cự hả. Giết hết. Đi tìm kho báu đâu có dễ đâu các bạn. Đâu phải dễ ăn. Rồi mình vô mình tăng được các kiểu dữ vậy thôi chứ. Lên hay lắm. Có hình như có được bạn tầm cấp 10+ ở đây nè. Nên là mới đánh được mấy con này vậy. Trời, cầm đá gõ mình thằng con dữ. Chạy liền. Đâu có để cho nó âm mưu mình cầm đá mà gõ vậy được. Gõ mày gõ không. Này thì gõ này. Dám gì mà giác đá gõ rưa không. Tình chứ. Con quỷ đó. Bạn kia hồi máu liên tục luôn. Đạo lại. Dứt.
vô chơi bá cháy chết lửa. Ráng đi các bạn, chỉ cần vượt được ải này ra là có đồ ngon nha. Đồ ngon chúng ta mới chiến tiếp được ải tiếp theo. Tàu cũng đập cố. Cố quá à. Cố. Giữ ta. Anh ơi. Đừng có đập em. Mày đập hả mày. Thấy còn ba máu lại là chà liền. Vua nó liền chứ. Cộng vô. Đây. Cố bạo cháy này. Đầu đâm. Đâm nó là có 5 máu các bạn. Yeah. Mình cứ chơi theo kiểu hit and run đi ha. Nó quá. Hên là có bạn cầm theo cái cây này nè các bạn. Cái cây đinh ba nè. Chỉa chứ mấy là từ nãy giờ tiêu dên rồi. Với các bạn pháp sư đi theo hồi máu. Chứ mấy là xong phinh bà phinh rồi. Vô. Bữa vậy đi vượt ải lấy có chút tiền khó khăn. Lấy có vài đồng làm gì mà đi theo bảo vệ ứng nè. Cục. Anh khỉ ơi đừng cầm chuối đập đầu em. Anh ơi trái chuối nó nguy hiểm lắm anh. Bình thường thì nó đập không thấm đâu. Nhưng mà bây giờ mấy con khỉ này lưỡi tới quá. Anh bậy rồi. Anh bậy lắm luôn rồi. Mày bậy hả? Còn bậy máu luôn. Sao không cầm cái lưỡi há rồi giật nó em. Để chà anh nha. Cục gì vậy? Cục. Ê anh ơi. Trời ơi. Còn tí tiêu dên rồi. Đâu rồi bạn pháp sư đâu rồi? Pháp sư đâu? Đây. Mình trợ chiến cho bạn này. Chà nó. Ừ, nó quá. Phải vậy chứ. Còn cái con này đâu gì mà giữ kìa. Ê. Rồi xong luôn. Lật ngửa luôn rồi. Chữ giỏi quá các bạn. À. Mình chết mình còn có thể chiến tiếp các bạn. Mình giờ đi đường nào vô đi ta? À, hướng này đúng rồi đó. Ở nè, cái mạng của mình nè, mình có 4 mạng mà lo gì. Trời ơi, tưởng gì. Làm mình đi, mình lạng, mình né gần chết. Mà nói gì, nói cũng phải giữ cái mạng quèn của mình chứ. Là con trâu con cố. Cố quá à. Cố. Này thì cố nè. Cố không? Là đây, giác. Giác đá là đây, cố. Nè, cố không? Chép ỉa đây nè, cố. Rưa chưa hả? Nhíu chưa? Bu cố. Cổ thằng này lại vô đây solo 1-1 này, vô đây. Con đâm ỉa không. Đấy chém nó. Cục. Hai này 1-2 luôn mà. Mình cầm con dao nhỏ xíu à. Chơi với đá bự luôn, tưởng giác đá là ngon nè. Cô cũng gì vậy? Gì vậy? Các bạn chơi vụ con thì ứng nha. Con thì ứng vô trà luôn. Mình có máu nhiều, mình chịu trà lắm, chịu lua lắm. Trời ngon á. Tập đó bạn. Có mình đây yên tâm. Có mình bọc hậu. Bất quá hậu không được thì chết chung thôi. Giống này bự. Tưởng bự ngon nè. Ngon. Né ra. Đó nguy hiểm rưa. Bạn kia cầm lưỡi hái móc ỉa không. Ở đây chống cự. Vô tiếp tục. Có bạn level 13 nè. Với bạn level 10 nè. Cộng vô. Từ thôi. Chắc mình ghi cái con khỉ già ra quýnh chắc chịu không nổi đâu. Đổi vũ khí quá, vũ khí vậy không ổn à. Coi. Cầm này có chiêu sấy nồng nữa. Chiêu sấy dữ lắm chứ bộ. Nhưng mà chém lần có 4 máu các bạn. Mà có chiêu sấy nó đã nè. Thấy chiêu sấy phenolphthalein nè, này con khỉ nè. Khỉ. Chém lát đít. Là cục. Bạn kia chơi rinh cái cây hút bồn cầu chơi luôn hả? Ghê vậy. Đỉnh ra ta. Thôi mình lấy cái cây này mình chém lần 8 máu, sức mạnh lần cộng 8 mà không xài. Xài cây cộng 1. Con khỉ. Nguyên đám đè tấn con khỉ. Vô đây, tiếp tục. Ai đây? Trời cục. Level 8 cầm kiếm level 1. Vô. Đứa nó ừ. Thằng hả? Hippo à hả? Hippo dạng anh em của hip hop phải không? Ôi đông à. Nó đông rồi á. Ui. Dí quá vậy. Ôi, tụi bay là đây nè.
Ừ, ô chọt. Chọt gì lần có 5 máu vậy. Ừ, hên cái hồ này đóng băng rồi. Chứ mấy té té xuống dưới chắc khô mề. Lại đây, lại đây. Thì chứ cái thằng bự đó nó tưởng đâu à, nó bự nó làm cha. Ý, 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 Ý. Chém, chém, chém vô. Ê, còn một máu luôn rồi, còn một máu rồi. Thôi không xong rồi. Pháp sư đâu? Bạn nào lúc nãy búp búp bẻ chiếu gì đâu? Rồi xong. Đập mình dắt dò cần cổ luôn. Đập nằm đóng. Cái này khó qua quá các bạn. Ải bình thường mà. Còn ải dễ hiện qua nhanh tốc độ rồi. Nãy qua ải dễ là từ nãy giờ qua mất trời rồi. Cậy. Đi ải thường vậy mới sốc. Mày còn 3 máu hả? Đấy. Lúc trước mình chơi game Dungeon Quest thì mình không thể nào mà đánh được con nào đúng không? Cái game này nè, đúng chất là mình bị ăn hành nè. Ấy. Vô chà nó. Ừ. 3 đánh 1 không thọt cũng què. Đập. Mày hả mày? Chết mà còn bật Haki lên. Lên. Tao gùi. Sao mà không đi chung? Nó phải đi chung, nó xử từng ngư chứ. Đây, tiền. Gom tiền. Ham tiền hồi lát chết các bạn. Yeah, vô. Thằng cút, cút. Ui. Mấy cầm đá để đâu nhiều dữ hả? Diễn cố. Rồi bạn kia có kiếm chém ngon quá mà. À, cái cây đinh ba. Cây ba chém ra cái đường đó các bạn. Còn cây này mấy cái trong nhọn từ dưới đất đâm lên thôi. Lấy lúa à. Giặt đá hả? Giặt đá chạy khí thế nha. Này giặt đá chạy khí thế này. Chém hết. Lấy con áo máu gom liền. Gom lần cũng được 10 máu chứ bộ. Đây máu nè. Bạn thấy máu cứ lụm hết đi. Cố lên anh Tren. Anh đây cũng cố lắm. Tren đại diện cho sức mạnh mà mình thấy mạnh không nổi rồi đó. Khỉ già ra đây. Bị ra đây. 2000 tư máu. Trời ơi à. Vô tấn con khỉ già mẹ đâu nữa. Đúng. Bạn kia gồng lên hướng. Mày hả khỉ già. Tấn nó. Ừ. Nó nói 2 đánh 1 không thọt cũng què mà. Tu đây. Mày hả mày. Dám tắp anh hả. Đâu có dễ bị khỉ. Khỉ này quái mình rồi. Mày tọt rít khỉ liền. Ê, cái cục kia nó rớt xuống mất máu dữ thì các bạn. Chỉ cần né mấy cục đỏ đỏ ra được à. Còn mấy cục đó. Mấy cục đó là cái gì mà con khỉ triệu hồi xuống dữ người ta. Rớt xuống rống như rắn hổ đây. Chả nó ư. Vô. Không thể để cho mình chết được. Mình ăn cục nữa là mình tiêu dân á. Mà chắc không sao đâu rồi xong luôn. Thử còn mạng lắm cái gì. Khỉ này dữ quá. Đúng không? Bốt ít ra phải chạy. Vô đây nè. Vô mình tăng cho. Bạn yên tâm đi. Tren mà xuất hiện thì mọi chuyện xong ngay. Hay lắm bạn ơi. Ép nấu á. Vô chà. Chà nó nhóm nấu á. Mày hả mày. Chết rồi. Ngon mày dí theo anh này. Mày kiếm ăn này nè. Lập công nè. Khỉ nè. Khỉ vô thấp lập công. Nấu á. Ê, ui. Lập công liền. Quẩy mặt cho mọi người xem nào. Ôi ơi, dữ vậy thôi chứ. Quá dữ. Quên gom tiền cái mấy bạn chạy ra hết rồi. Mình ở trong đây mình làm cái gì? Mình phải bước ra cái cánh cửa đó mới có đồ được. Đi ra. Đi thôi. Xong. Được tiền là mua được kiếm xịn xài đó các bạn. Để coi. Sau khi mà đi xong cái ải này mình được cái vũ khí lợi hại gì đây? Vô mới có được. Bỏ qua cái giai đoạn đó đi. Đây. Nó bạn hay chưa. 15 kinh nghiệm, 94 tiền. Và được một cái cây đồ xanh. Để coi cây đồ xanh đó coi. Cây level 10, mở level 8 chưa xài được. Thiệt chơi. Chơi kiểu mình tràn bản họng đây nè. Các bạn thấy không, vũ khí này quá trời luôn nè. Đồ trâu, đồ bò, mặt ngựa vậy nè. Ghê. Rồi, thì coi như là video ngày hôm nay thì mình sẽ tạm khép lại tại đây nha. Các bạn cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là sự thành công channel trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video nào đó không star của mình nha. Bye bye, see you again.